lặt vỏ nha bà con. Đây là cảnh sát giao thông đang lỡ vớt nè. Thì anh này đang trên đường mà đi chạy lên điểm xuất phát đó các bạn. Thì đã lặt vỏ nè, lặt vỏ rồi gớt chìm máy luôn. Thì anh thì đang giờ chỉ còn cái vỏ không nè các bạn thấy không? Rồi giờ cảnh sát giao thông với cứu hộ lại nè. Đó, lặt cái máy chìm xuống sông Hậu luôn, sông Cần Thơ luôn nha bà con. Chỉ còn cái vỏ không nè các bạn thấy không? Thì anh ấy có đeo phao thì an toàn nha, không có gì hết. Thì giờ cảnh sát giao thông với cứu hộ là đang lợi rước anh và chở anh vô bờ nè. Đó, cảnh sát giao thông đang rước và chở anh vô bờ nè. Đây, còn đội cứu hộ thì đang kéo cái vỏ của anh vô bờ. Cái máy thì đã gớt chìm xuống sông rồi nha các bạn. Đó, khu trọn vẹn luôn, khu luôn cái máy luôn, rớt vớt được không? Đây, thí sinh đã đi lên bờ, có khả năng là anh ấy sẽ đổi vỏ, đổi máy. Máy số 10 rớt dưới sông nha bà con, ban tổ chức vừa thông báo. Thank you.